hai nhà ngoại giao hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc mới thảo luận cách thức cùng nhau khống chế Bình Nhưỡng, cũng như trao đổi về vụ ám sát anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un ở Malaysia. Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-se hôm 20 tháng 3 hội kiến với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ở Hà Nội nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ. Trong cuộc gặp, ông Yoon đã nêu vấn đề hạt nhân và tên lửa của Bắc Hàn, cũng như mối đe dọa của chương trình này đối với hòa bình và ổn định của châu Á và cộng đồng quốc tế. Hãng tin Yonhap dẫn các nguồn tin cho biết như vậy. Cuộc họp giữa Seoul và Hà Nội diễn ra ít ngày sau khi Ngoại trưởng Hàn Quốc gặp người đồng nhiệm Mỹ Rex Tillerson. Trong đó, theo Yonhap, hai bên đồng ý cùng nỗ lực vận động ủng hộ các nước Đông Nam Á đối với biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Bắc Hàn. Trả lời VOA Việt ngữ ngày 21 tháng 3, ông Phạm Tất Dông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Triều, cho biết rằng quan hệ Việt Nam-Bắc Hàn đang ở trong tình thế tế nhị. Ông nói thêm. Theo tôi biết thì bây giờ nó đang phức tạp. Mọi cái liên hệ sẽ cố gắng hạn chế và không ở mức cao đâu. Họ không tuân thủ nhiều cái quy ước quốc tế mà mình mà quan hệ với họ thì quốc tế nó lại lánh mình. Đấy, nó khó chứ ấy. Tôi cũng được thông báo rằng là sẽ hạn chế cái quan hệ trong lúc này. Mà nếu như có quan hệ gì đó thì tôi chỉ cho cấp phó làm thôi. Tôi không có quan hệ gì sâu nữa. Trong các tin tức loan tải về chuyến thăm của Ngoại trưởng Hàn Quốc, báo chí trong nước không nhắc tới chuyện đôi bên thảo luận về vấn đề Bắc Hàn. Theo tin của truyền thông từ bán đảo Triều Tiên, trong cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu của Hà Nội và Seoul, phía Hàn Quốc cũng đề cập tới vụ bắt giữ công dân người Việt, cô Đoàn Thị Hương, ở Malaysia vì liên quan tới vụ giết hại người anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, cũng như việc sử dụng chất độc thần kinh VX bị cấm. Theo Yonhap, ông Yoon kêu gọi sự hợp tác của Việt Nam nhằm gây sức ép quốc tế lên Bắc Hàn về vụ việc mà tình báo Hàn Quốc và Mỹ nói là Bình Nhưỡng có dính líu, nhưng chính quyền Kim Jong-un bác bỏ. Khi được hỏi liệu việc người Việt dính tới vụ này có tác động tới quan hệ Bắc Hàn và Hà Nội hay không, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Triều nói. Đó chỉ là cái cớ nào đó thôi, chứ cái vụ này đằng sau nó lại phức tạp nữa. Mình cũng chưa hiểu hết về bản chất của nó, chưa đủ khứ liệu gì để kết luận. Mời quý vị xem chi tiết bản tin này trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.voatiengviet.com.